Lý do thứ nhất mà khách hàng người ta không mua hàng của mình là gì? Là người ta không có tiền. Cái thứ hai, lý do thứ hai mà người ta không mua hàng của mình ấy, là người ta chưa tin mình. Và cái lý do thứ ba ấy, là người ta chưa tin cái giải pháp của mình hay là cái sản phẩm của mình có thể giải quyết được cho người ta. Và bây giờ chúng ta có thêm một vị khách mời nữa là anh bác sĩ Ngọc. Và bác sĩ Ngọc thì cũng như chị Mai rất là thân thuộc ở trên sóng trực tiếp của Phạm Thành Long rồi. Thì xin mời bác sĩ Ngọc có thể chia sẻ xem là hôm nay cái đề tài của chúng ta là xử lý sự từ chối. Và xử lý từ chối của cô Mai là trong tình yêu, xử lý từ chối của bác Ngọc bây giờ là có từ xử lý sự từ chối trong các cái lĩnh vực gì? Khi mà chúng ta đề xuất họ làm cái gì đấy mà họ không đồng ý thì chúng ta xử lý cái điều đó như sao? Xin mời anh Ngọc có thể chia sẻ và giới thiệu bản thân mình một chút trước khi chúng ta chia sẻ. Cảm ơn anh. Ok vâng. Thì đầu tiên em xin giới thiệu về bản thân em một chút. Em thì là bác sĩ Ngọc, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội và em bắt đầu theo thầy từ cách đây 5 năm về trước, tức là gần như là lúc mà em mới ra trường thì em đã gặp thầy và tham gia trong cái cộng đồng Eagle Club của thầy. Thì hiện tại thì em vẫn là bác sĩ và vẫn làm trong lĩnh vực về da liễu thẩm mỹ cũng như là vấn đề về đào tạo trong lĩnh vực về thẩm mỹ. Thì một cái phần mà em đã học được từ cái trong cái lớp mà SSS cũng như là trong cái lớp Eagle Club của thầy cách đây 4 năm trở về trước ấy, một cái bài học mà em nhận được ấy, cái việc mà xử lý sự từ chối tốt nhất là gì, là chúng ta phải xử lý sự từ chối trước khi nó diễn ra, tức là nó sẽ bao gồm hai giai đoạn. Ngay cả khi mà chúng ta chưa gặp khách hàng chưa gặp mình, khách hàng chưa từ chối mình thì mình đã phải xử lý sự từ chối đấy rồi. Và sau đó chúng ta sẽ có những cái sự từ chối khi mà nó diễn ra. Thế thì khi mà em chia ra hai giai đoạn như này ấy, thì khi mà bắt đầu là cái xử lý sự từ chối trước khi mà nó diễn ra thì mình sẽ phải biết được là người ta sẽ từ chối những cái gì thì mình sẽ xử lý những cái đấy. Và em biết được là có ba trong cái lĩnh vực của em khi mà em đào tạo, và em nghĩ là cũng có thể là một số các anh chị ở đây chúng ta cũng trong lĩnh vực của mình cũng sẽ có ba cái sự từ chối mà khách hàng người ta hay đưa ra đối với mình. Lý do thứ nhất mà khách hàng người ta không mua hàng của mình là gì? Là người ta không có tiền. Cái thứ hai, lý do thứ hai mà người ta không mua hàng của mình ấy, là người ta chưa tin mình. Và cái lý do thứ ba ấy, là người ta chưa tin cái giải pháp của mình hay là cái sản phẩm của mình có thể giải quyết được cho người ta. Và trong cái quá trình mà em làm marketing ấy, thì em sẽ tập trung vào xử lý ba cái sự từ chối đấy, để làm sao mà chúng ta có thể là trước khi mà người ta, gần như là khi mà người ta đã giải quyết được ba cái yếu tố đấy rồi ấy, thì lúc này người ta tự người ta mua cái sản phẩm của mình, chứ không cần mình phải ngồi mình tư vấn nữa. Và đấy chính là cái cách mà mình đã học được ấy, là mình giúp cho khách hàng mua hàng, chứ không phải là mình cố gắng để tư vấn để mà ép cho người ta mua hàng. Cái xử lý sự từ chối đầu tiên là chúng ta sẽ phải target vào đúng khách hàng người ta có nhu cầu của mình, tức là người ta sẽ phải có tiền để mà mua cái sản phẩm của mình. Thì đối với phương pháp này thì nó tập trung vào cái việc mà mình có thể target, chẳng hạn như là mình làm marketing mình target đúng cái đối tượng như thế, mình có thể là chạy quảng cáo hay là mình làm YouTube hay bất kể cái kênh nào để mình có thể là target đúng cái đối tượng mà mục tiêu của mình. Chẳng hạn như là đối với cái lĩnh vực spa ấy, thì mình chỉ tập trung vào những người mà người ta có điều kiện thôi, từ 30 tuổi chẳng hạn, hay là những người mà người ta dùng những cái công nghệ cao mà điện thoại hay là iPad hay là những cái máy tính bảng mà đắt tiền, thì đấy là những người mà có khả năng chi trả. Thì đấy là cái xử lý đầu tiên, đó là chúng ta target đúng những cái đối tượng mà có khả năng chi trả đối với dịch vụ của chúng ta. Cái yếu tố thứ hai nữa để mình có thể là xử lý tự từ chối nữa ấy, là chúng ta xử lý sự từ chối là người ta chưa tin mình. Thế thì bây giờ nếu như mà người ta chưa tin mình mà mình bán nó rất là khó, thì để làm sao mà cho người ta tin mình ấy, thì mình sẽ phải trao những cái giá trị của mình cho người ta trước. Thế để mà trao những cái giá trị này ấy, thì mình sẽ phải đi xem những cái khách hàng của mình ấy, người ta đang gặp những vấn đề gì, và sau đó mình sẽ giải quyết cho người ta bằng cách mình sẽ dùng hệ thống marketing của chúng ta. Ví dụ như người ta đang gặp những cái vấn đề, ví dụ như người ta không biết điều trị nám như nào, thì mình sẽ làm những cái video về điều trị nám nói cho người ta ở trên kênh YouTube của mình. Người ta không biết kinh doanh như thế nào, mình sẽ làm cho người ta những cái bài viết để cách kinh doanh, để cho người ta biết cách làm, là chúng ta sẽ phải làm sao cho mọi người tin mình. Và để mà ở cái mà để mà làm cho mọi người tin mình ấy, thì nó sẽ là cái việc mà ở cái yếu tố này, ngoài cái việc mà mình sẽ giải quyết cái vấn đề liên quan đến cái sản phẩm của mình, thì cái một cái vấn đề khác nữa ấy, là cái vấn đề về phát triển cái con người của mình. Một trong những cái từ khóa nữa mà mình cũng học ở thầy ấy, là chúng ta phải làm, chúng ta phải trở thành con người như thế nào để mà người khác muốn làm việc cùng với mình, hay người khác muốn nói chuyện với mình. Thì đấy chính là cái khi mà chúng ta trở thành một con người như thế, thì những cái khách hàng chúng ta, người ta sẽ trở nên tin tưởng mình hơn. Và có thể là chẳng hạn như là cái việc mà để mà người ta tin mình ấy, nó không phải là mình là bác sĩ, mình đào tạo trong lĩnh vực spa, thì mình chỉ tập trung vào lĩnh vực spa. Và mình có thể là mình sẽ trở thành một con người, ví dụ như yêu thể thao, mình chạy bộ, và rất là nhiều người yêu quý mình từ cái việc mà yêu thể thao chạy bộ. Và mình cũng có thể là giúp cho mọi người rất là nhiều ở những cái lĩnh vực khác nữa. Và chính những cái đấy nó sẽ làm cho rất là nhiều khách hàng của mình bắt đầu tin tưởng của mình hơn, chứ không nhất thiết là ở trong cái sản phẩm của mình. Và lúc này thì cái việc mà phát triển bản thân nó cũng chính là một trong những cái cách để mà chúng ta có thể xử lý sự từ chối. Chúng ta sẽ trở thành một con người có ích, để trở thành một con người mà làm sao mà người khác muốn làm việc cùng mình. Thì đấy là ở yếu tố thứ hai, là chúng ta sẽ phải làm sao cho khách hàng người ta tin mình, thì lúc này chúng ta bắt đầu chúng ta dễ dàng chúng ta bán hàng hơn. Và cái yếu tố thứ ba mình muốn chia sẻ cho mọi người ấy, là lúc này mặc dù khách hàng người ta có tiền rồi, khách hàng người ta đã tin mình rồi, nhưng người ta vẫn chưa chắc là tin cái phương pháp của mình có thể giải quyết được cho người ta. Thế giống như là cách đây tầm khoảng cỡ 5 năm trở về trước, khi mà mình bắt đầu mình gặp thầy Long đầu tiên ấy, là mình bắt đầu mình rất là tin thầy. Tại thời điểm đấy thì mình cũng có điều kiện để tham gia khóa học của thầy, nhưng mình rất là sợ là liệu bây giờ là thầy dạy cho rất là nhiều anh chị làm kinh doanh, nhưng mình là một bác sĩ, mình làm chuyên môn, thì liệu thầy có giúp được cho mình ở trong cái lĩnh vực này không?
nên là mình đã theo dõi kênh YouTube của thầy rất là lâu. Sau đấy mình cũng đọc, mình đã nhận sách của thầy, nhưng mình vẫn không tin thầy là có thể giúp được cho bác sĩ. Và bắt tầm khoảng cỡ 4 cho đến 6 tháng mình vẫn chưa quyết định đi học thầy, cho đến một ngày thì mình được một chị đấy là cũng là bác sĩ, đó là bác sĩ Hiền. Và bác sĩ mình nhắn tin cho mình là em đi học khóa của thầy Long đi. Và sau đó thì mình nhìn thấy một người khác nữa, đó là một bác sĩ khác nữa, bác sĩ Kiên, cũng làm trong lĩnh vực răng, cũng ở Y Hà Nội. Và anh Kiên sau khi học thầy xong về bắt đầu mở đến cơ sở phòng khám thứ ba. Và mình nhận thấy là mình đã tin thầy rồi. Và không chỉ tin thầy thì cái việc mà thầy đang giúp được cho các bác sĩ khác, và mình cũng là một bác sĩ như thế, và mình nghĩ là cái phương pháp của thầy có thể giải quyết được cho mình. Và lúc này mình bắt đầu tin được là cái phương pháp của thầy có thể được giải quyết được cho bác sĩ, chứ không phải là chỉ giải quyết được cho những cái đối tượng kia. Và lúc này thì bắt đầu cái yếu tố thứ ba của mình, bắt đầu nó đã được giải quyết. Và quay lại là gì? Đầu tiên là thầy target đúng về mình, có thể là một cái bài quảng cáo nào đấy từ trước, hoặc là một cái livestream nào đấy từ trước, thầy target đúng vào mình, và mình là một trong những đối tượng mà mình có khả năng chi trả cái đấy. Cái thứ hai là trong suốt 4 tháng mình bắt đầu mình follow theo thầy từ cách mà thầy chạy bộ, mình follow theo thầy từ những cái bài học của thầy, không chỉ là trong kinh doanh mà bài học của thầy trong gia đình, trong rất là nhiều lĩnh vực khác. Và bắt đầu mình tin thầy ở cái đấy. Và cái thứ ba nữa là mình thấy là có rất là nhiều bác sĩ cũng thành công sau khi học thầy. Và lúc này thì mình tin chắc chắn là cái sản phẩm của thầy có thể là giải quyết được cho mình. Và lúc đấy thì gần như là thầy không cần xử lý sự từ chối của mình nữa, mà lúc này thì mình tự mình mua hàng. Và đó là cái bài học mà mình áp dụng được rất là nhiều khi mà mình áp dụng về cái trung tâm đào tạo của mình, cũng như là trong cái spa của mình. Nên là khi mà đã xử lý sự từ chối trước cho khách hàng rồi ấy, thì lúc này là mình đang giúp đỡ cho khách hàng mua hàng, chứ không cần thiết là chúng ta có thể là nâng cảm xúc của khách hàng lên, hay là chúng ta sẽ xử lý từ những cái nữa. Có rất là nhiều cách mà mình cũng học được về cái xử lý từ chối của thầy. Ví dụ như chúng ta có thể là tách biệt các sự từ chối ra, nhưng mà cách làm của em bây giờ em áp dụng đúng những cái mà thầy đang làm của em ngày xưa, đó là chúng ta xử lý sự từ chối trước khi mà nó diễn ra. Và khi mà cái niềm tin của khách hàng đủ lớn thì người ta sẽ mua theo mình. Thì đấy là cái bài học của em trong cái xử lý sự từ chối. Thì hy vọng là mọi người có thể là hiểu được một vấn đề gì đấy, và chúng ta có thể áp dụng trong công việc kinh doanh của mình. Cảm ơn thầy và cảm ơn mọi người rất là nhiều phần lắng nghe vừa rồi ạ. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn bác sĩ Ngọc. Vâng, xin mời chia sẻ của anh Trần Đình Khang về các cái xử lý sự từ chối khác mà anh gặp lại trong cuộc sống. Anh có thể có dùng vài ba giây để giới thiệu về mình. Vâng, em xin chào thầy và tất cả các khán giả của thầy Phạm Thành Long. Thì tôi tên là Trần Đình Khang, là CEO của JC. Tôi khởi nghiệp từ năm 2012 và cho đến 2014 thì tôi bắt đầu tôi học thầy Phạm Thành Long khóa Igacam. Và về cái chủ đề ngày hôm nay và xử lý sự từ chối thì cũng chia sẻ với các anh chị là tôi hiện nay đang bán là máy laser có tên laser vô cực, và nó trên 1 tỷ một máy. Thì đương nhiên là tôi cũng phải gặp rất nhiều những cái xử lý sự từ chối, và một trong những cách mà tôi xử lý ấy, đó là tôi tìm hiểu thông tin về khách hàng rất là kỹ để biết thực sự là cái nhu cầu và năng lực của họ là gì, và cái mong muốn của họ là gì khi họ mua một cái đơn hàng từ công ty. Thế thì bởi vì sau rất là nhiều lần tiếp xúc với khách hàng như thế nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hết một loạt cái 10 cái gạch đầu dòng để khách hàng mà khi bắt đầu họ đưa ra sự từ chối đầu tiên thì chúng tôi lại đưa ra khoảng 2 gạch đầu dòng trao giá trị cho họ. Chẳng hạn như là họ băn khoăn là bây giờ chị mua về dùng không hiệu quả, tôi đưa thêm 2 cái điều kiện, tức là cái đội bác sĩ của JC chúng tôi ấy sẽ trực tiếp hàng tuần xuống để đào tạo và điều trị khách hàng cho khách hàng của họ. Thì như vậy là họ sẽ bác sĩ của tôi xuống làm thì đương nhiên là hiệu quả rồi, thì họ không bao giờ họ thắc mắc về câu chuyện đấy nữa, đúng không ạ? Thứ hai nữa là câu chuyện về bảo hành bảo trì thì chúng tôi là bảo trì vĩnh viễn, hàng tháng là chúng tôi đều có kỹ sư đến để bảo trì vĩnh viễn. Và những cái giá trị khác nữa bên cạnh cái câu chuyện về đội ngũ bác sĩ cũng như là cái việc bảo hành bảo trì thì chúng tôi cũng tư vấn thêm các cái chương trình về dạy cho đội ngũ của họ về cách tư vấn và mời dịch vụ ở trong spa, làm sao các gói điều trị nám để có thể họ mời được những cái gói mà 30-40 triệu, thậm chí cao hơn. Thì đấy là có thể tư vấn thêm các cái giá trị khác cho họ, và những giá trị này nếu phải mua bằng tiền thì rất là lớn. Chính vì vậy nên là họ sẽ quên đi cái việc là xin giảm 1-2 nghìn đô, đúng không ạ? Bởi vì cái lương bác sĩ hàng ngày, ví dụ bác sĩ bây giờ đi cơ sở họ cũng phải tính ra khoảng 10 triệu một ngày, thế chúng tôi là hỗ trợ họ 3 tháng và khoảng 12 tuần thì nó tương đương khoảng 120 triệu, thì đương nhiên là không có ai là xin giảm 20 triệu hoặc 30 triệu nữa khi so sánh giá trị đấy. Thì đấy là cái kinh nghiệm mà trong cái việc bán hàng giá trị cao của bên công ty JC chúng tôi với những đơn hàng là trên 1 tỷ, thì toàn bộ cái giá trị mà trao thêm cho khách hàng rất là lớn, nên là người ta sẽ không đòi hỏi về giảm giá. Đấy là chia sẻ của em. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ của Thăng. Với những cái món hàng đắt tiền thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mà càng đắt tiền bao nhiêu thì thực tế cái việc mà ảnh hưởng bởi lý do từ chối bởi giá là càng thấp, đúng không ạ? Chúc mừng bạn đã xem hết video về kinh doanh cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.